Hello anh em nha, chúng ta vào chúng ta bổ cho quả xẻ nha anh em. Ok, hôm nay hay á, hôm nay đủ 80 người trở lên nha anh em. 80 người đến 100 người. Rồi, rất mong anh em chia sẻ cái clip này ạ. Rồi, anh em chia sẻ cái clip này. Và đồng thời tất cả anh em của Tí Tuấn mua phụ tùng thì chúng ta truy cập vào cái Facebook Tuấn Thần Đạt, chúng ta kết bạn nha. Chuẩn bị có chương trình hay cho anh em á. Mình đã ghim cái Facebook Tuấn Thần Đạt ở cái đường link đó, anh em kết bạn mình trên trong Facebook Tuấn Thần Đạt nha cả nhà. Cảm ơn anh em. Anh em kết bạn trong đó nha cả nhà nha. Ok. Sáng ok. Rồi hôm nay mình lấy điện thoại nét nhất, mình quay mình live stream cái này cho mọi người nhá. Và đặc biệt anh em nào yếu ấy, chúng ta chịu khó vào xem cái clip này. Thì chúng ta chia sẻ mặt live lên cho đủ trên 7-80 người nhá. Thì chúng ta sẽ vào luôn vấn đề trên con xe này. Thì đương nhiên là đề trên của những cái dòng xe mà đề lao hay là đề từ nó sẽ nặng hơn với dòng xe số. Đó là cái dĩ nhiên. Mọi người công nhận thì bấm em cái số 1. Còn không công nhận thì mọi người để lại comment ở bên dưới để mọi người góp ý. Mọi người công nhận làm con xe tay ga để lao gọi là để phóng nó sẽ nặng hơn con xe số không ạ? Như kiểu Future, Way RSX FI gì đó đi, nó nặng hơn không? Thì mọi người để lại cái số 1 ở bên dưới nha. Thì hôm nay mình sẽ live stream lại cho anh em và anh em sẽ xem lại cái clip của người anh em mình trong nhóm. Và anh em kết bạn với Facebook Tuấn Thần Đạt, mình sẽ gửi cái đường link. Anh em chịu khó tất cả hồi giờ học online hay học trực tiếp hay là mua phụ tùng, chúng ta vào trong cái nhóm chúng ta chia sẻ. Đấy, có bạn bận nào làm cái clip ra tiệm điện thoại, anh em mua cái quay tầm có khoảng 100.000, cái xịn khoảng 3 đến 500 tới 1 triệu. Đó, tùy theo để anh em làm như thế này này. Đấy, và anh em làm cái ghế anh em để trước. Đấy, anh em quay vào cái máy hoặc anh em phải diễn tả bạn bận sẽ có người giúp đỡ anh em trong nhóm nha. Đó, cảm ơn mọi người. Rồi, chào anh Trần Quốc Toàn. Thì ở đây mình sẽ mô phỏng xe ga cho mọi người ở trạng thái, đúng không ạ? Ở chúng ta đề ở trạng thái khi con xe vào mất lửa thì hướng dẫn mọi người cách kiểm tra như sau, và đặc biệt RPM không vòng trên phút, đúng không ạ? RPM không vòng trên phút thì điện áp có khoảng 89V thì đương nhiên vẫn có RPM. Cái quan trọng của đề nó có nặng hay không, thì lúc này lực quay không đủ vòng tua máy thì đương nhiên nó không nổ thôi, đúng không ạ? Nếu tín hiệu đầu vào có thì dù bình yếu hay của đề nặng vẫn có RPM. Rồi, xin chào mọi người nha. Rồi, xe này tí nữa mình sẽ lấy giò đạp, mình sẽ kích đạp nhấp nhấp nhẹ nhẹ. Đấy. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem củ đề nặng hay là bình tụt áp như thế nào. Rồi tí nữa anh em sẽ theo dõi cái video. Rồi, mọi người chia sẻ cho nó đủ rất đông cho anh em vào xem đi ạ. Rồi, và những anh em nào hãy truy cập vào cái Facebook của em, Tuấn Thần Đạt đã ghim ngay đường link ở phía dưới, anh em kết bạn. Rồi, anh em sẽ vào cái nhóm. Đấy, để chúng ta cố gắng chúng ta giao lưu, anh em chịu khó vào giao lưu chia sẻ các bạn bận. Còn vấn đề học online thì đương nhiên bởi vì giá nó khá là rẻ, bởi vì tùy theo cái kiến thức và cái tư duy của anh em học online nhanh hay là chậm. Nó nhanh ở cái là cái tiếp thu, mọi người hồi giờ chúng ta làm được nhiều xe ga, chúng ta cảm nhận được nó thì chúng ta đưa vào tiếp thu, chúng ta vào thì cảm thấy nó ok hơn.
Còn nếu anh em nào hồi giờ chưa đụng vào dòng xe ga đấy thì thật sự rất khó, rất khó, bởi vì chúng ta sẽ học trước và quên sau. Và làm cái nghề gì cũng vậy, cái căn bản và cái quan trọng nhất là chúng ta phải là gì? Làm thường xuyên. Nó đơn giản như anh em mà thay chai dầu, chai nhớt hay là vá lốp, vá vỏ vậy. Nó phải là thường xuyên, thường xuyên. ngày nào cũng phải sờ. Còn bây giờ mà nửa tháng hay là 10 ngày mới sờ con xe ga thì nó cũng quên hết thôi mọi người ạ. Em ăn cơm hết rồi, tay ga xuống dần. Mọi người nửa tháng hay một tháng mọi người mới gặp con ga thì mọi người quên hết ngay. Chữ nghĩa trả thầy hết thôi. Còn cái FI này không khó thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Nhiều anh em đi học ở nơi nào về anh em nghĩ rằng nó cao siêu. Rồi mọi người chia sẻ. Đấy. Nó chẳng có cao siêu đâu, làm giết nó lên tay thôi. Giống đi làm thợ hồ cũng vậy. Bây giờ ông muốn lên xây thì ông phải bắt đầu ông phụ. Đấy không? Ông phụ xong rồi cái lúc mà ông rảnh rỗi ấy, ông bảo thợ chính cho mượn cái bay, mấy cục gạch. Ông xây cảm thấy được rồi thì người ta mới lên cho lên thợ chính thôi. Đấy, ví dụ có người nào quen người ta hướng dẫn mà em ơi đặt viên gạch kiểu này, em ơi đưa hồ lên kiểu này, em vuốt hồ như thế này không có rớt qua nhà kế bên. Đấy, giết giết thì tay nghề nó lên. Đấy, đắp hồ và đồng thời đưa viên gạch. Còn là chúng ta nhạo hồ, bê gạch thì ai cũng làm được điều đó thôi. Đấy, và cái cách quăng gạch ngày xưa ấy, không có máy kéo để phải quăng, làm sao để viên gạch không bị xoáy, để người bên trên kia chụp nó mới nhẹ nhàng được. Kể một người tung gạch cũng vậy, ngày xưa làm gì có máy kéo. Bản thân tôi ngày xưa cũng đi phụ hồ cho ông già tôi, bố tôi, tôi phải tung gạch làm sao. Đầu tiên không biết tung thì nó xoáy. Bố tôi la, bảo mày tung cái này rụng hết răng tao à. Nên ông ấy dạy tung như thế này thì viên gạch nó đưa lên, người chụp nó mới dễ. Đúng không mọi người? Rồi, 85 người chơi. Rồi. Thì các bạn thật sự cái nghề này chẳng có cái gì đâu. Nên nhiều anh em đi học về nơi khác, các bạn cứ nghĩ rằng ở một người thầy dạy cho các bạn cứ giấu giếm mà cái FI này có cái gì đâu. Đêm nay mình sẽ view cho anh em một cái, chia sẻ 90 người, 10 người nữa đi ạ, 8 người nữa thôi ạ, 100 cho nó đẹp, 100 cho nó đẹp. Mình view cho các bạn một cái nha. Rồi, thank you. Ngày mai mình đi FLC mình chơi nha cả nhà. Đấy, ngày mai bắt đầu anh em làm tí buổi sáng, bắt đầu buổi trưa mai chúng ta kéo nhau xuống FLC ăn nhậu. Khôi Nguyên ngày mai ăn rảnh không nhở? Đi FLC chơi đi. Những anh em nào ở Bình Định ngày mai có đi FLC chơi không? Đấy, trưa mai chúng ta xuống đấy, chúng ta đi chơi bời. Chiều mai khoảng 4-5 giờ chúng ta ăn hải sản. Khôi Nguyên đi FLC chơi không? Kỳ Co ngày mai xuống, có mới thằng em ở dưới đấy thì anh em mình hợp tác xã ăn thôi. Đừng có quan trọng là câu nệ rồi lâu lâu mới gặp nhau, ăn đồng chia đủ. Rồi, 103 người view. Thì mọi người hãy sắm cây camera như thế này này, quay cho nó sướng nha. Tí nữa em sẽ cho mọi người coi lại cái clip của xe Future, một người anh em đấy chia sẻ trong nhóm học Future, đúng không? Ở trạng thái RPM không vòng trên phút, điện áp bắt đầu là 10V, tụt áp xuống 8V. Lý do tại sao điện áp có 10V và tụt xuống 8V, tí nữa em sẽ giải thích cho mọi người. Mọi người cảm thấy tâm phục khẩu phục thì mọi người bấm nút OK. Bắt đầu hành trình. Rồi, đầu tiên một con xe mang vào ở trạng thái khách hàng tiến bộ, đúng không ạ? Thì em sẽ mô phỏng cho anh em từ đầu cho tới cuối luôn. Rồi, thì đầu tiên anh em thợ chúng ta sẽ chỉ cái từ đầu cho tới cuối luôn, mô phỏng. Có đèn FI. Và lỗ tai chúng ta nghe thấy tiếng bơm xăng. E. Đúng không? Nghe tiếng bơm xăng e. Rồi, thì bắt đầu mà khách hàng dẫn bộ vào mà phải bật khóa điện lên.
Rồi, khởi động. Rồi, chỉ cần đề vậy thôi. Rồi, một người thợ, một cái nôm na đợt giản cực kỳ. Rồi, kiểm tra buji. Em sẽ đi nhanh ở vấn đề này cho mọi người ở trạng thái hạ camera xuống. Những anh em nào hôm nay xem, nếu chưa có tay nghề, anh em làm ban này cũng được. Dễ thôi, không có gì mà khó. Nên nhiều anh em cảm thấy đi học về, anh em nhìn thấy dữ quá. Để cho những anh em của tôi gọi điện thoại, tôi rất bận để trả lời những cái câu nó công cốc, tôi không có khoái tí nào. Thì đêm nay mình sẽ chia sẻ cho toàn thể anh em của mình. Rồi, mất công. Mày đang ngủ anh em cũng gọi. Ở cái ban này có thật hay không? Anh Tuấn ơi. Nó hơi bị phiền. Thì hôm nay mình làm live stream, hy vọng rằng ngày mai không có người gọi cho mình nữa. Mình sẽ không nghe máy. Rồi, kiểm tra tia lửa điện. Lấy hẳn cái buji mới luôn. Thì đầu tiên ở đây để nói cho rõ, bắt công mấy người bắt bẻ Đình Tuấn, thì ở đây cái chụp mình thay luôn. Chụp mới thay luôn. Thì anh em sẽ loại trừ cái chụp cho mình. Mất công nhiều anh em lại bắt bẻ. Thằng này chia sẻ nhiều lúc cái chụp nó bị hư. Rồi, chụp em mới thay luôn. Khởi động. Rồi, không có lửa đúng không ạ? Đồng ý, bấm số 1. Trời ơi, Son Nam ơi, em coi clip này từ từ cái đã. Anh đang hướng dẫn mà em, bình chưa đủ hay bình đủ, cái quan trọng gì? Cứ từ từ cái đã em trai, đừng có nôn nha. Em đừng có nôn nóng ở vấn đề ở đây. Với anh là nó phải từ từ. Bình điện chưa đủ, ok. Chưa đủ cũng phải có tia lửa điện, đúng không? Anh cho phép điện áp 9-10V phải có tia lửa điện. Rồi, tiếp tục. Giờ mất điện có áp, bây giờ có cái máy hù ma dọa khỉ. Rồi, anh em kết nối vào. Đó, tôi sẽ dùng máy cho cả nhà. Động cơ Honda. Rồi, vào đọc mã lỗi lịch sử. Rồi, ECU là IC đi, gọi là con IC không có mã lỗi. Rồi, thoát ra. Vào dữ liệu động cơ. Rồi, không vòng trên phút. Tí nữa anh sẽ lập lại cho thằng Sơn Nam cái ban này nhá. Tí nữa anh sẽ làm cho nó RPM lên. Bây giờ anh em quan trọng nhìn vào tốc độ máy. Rồi, bây giờ điện áp đang là 12,4V, có thể là nó yếu. Nhìn vào RPM. Không vòng trên phút. Anh đè thêm mấy cái nữa chưa? Cho nó tụt bình luôn nha Sơn Nam. Ok. Cứ từ từ, không đi đâu mà nôn hết ạ. Từ từ rồi gạo nó cũng nhừ à. Ok. Lấy cái gì kê lên một chút xíu cho nó cao cái máy lên. Đó, mọi người nhìn thấy không? Không vòng trên phút. Được chưa? Rồi, tiếp tục đề tiếp. Rồi, không có RPM đúng không? Bình lúc này nó sẽ đè xuống thì đương nhiên lúc này sẽ sụt áp, còn khoảng 8V là cùng rồi. Nó yếu mà, máy này nó sập. Sợ mất công cái bình nó yếu quá thì cái máy này nó cúp thì không hay. Thì điện áp anh em sẽ biết rồi. Nó rất yếu, không vòng trên phút. Coi như bình yếu đi, nó phải có RPM. Rồi, bây giờ mình sẽ câu lại cầu chì cái đá cho anh em xem. Từ từ mình sẽ giải thích cho mọi người. Để ngày mai anh em khỏi gọi mình, nó đỡ đau đầu anh em ạ. Đau đầu lắm. Rồi, ok. Rồi, lúc này coi như mình tắt khóa điện đi, bình đang yếu đúng không? Rồi, để soi trên này luôn. Ở đây là không có cái kẹp bình nào trên này đúng không ạ? Có một cái rắc DLC. Đó, nó được quằn từ bên kia qua. Bình đang vẫn đang yếu, không có cái gì câu ở trong này cả. Rồi, ở dưới đất luôn, không có thiết bị gì luôn. Ok.
Rồi, bình đang yếu nha. Mình đang nói bình ăn nhiều yếu, tí mình sẽ giải thích cho anh em sau. Ok. Tiếp tục động cơ. Để mai anh em khỏi gọi mình, cái này là mình chia sẻ thôi. Còn anh em nào cảm thấy ở đâu hay thì mọi người học nha. Rồi, tiếp tục ở đây, mình hy vọng rằng cái bình nó không có tụt quá, nó tụt quá nó tắt cái máy này mất. Đó. Ok, bởi vì đề lao nó nặng hơn là con xe số. Bởi vì nó đề nó phải cái lao nó phóng ra cái nhông thì nó mới kéo được cái động cơ, thì mình sợ là nó yếu quá nó sụt cái máy thôi. Rồi, tiếp tục mình đề cho anh em này, yếu bình này. Đó, rồi. Được chưa? Yếu bình. Thì lúc này RPM vẫn đạt khoảng 300, hơn 300 chưa? Đó, 300, anh em đừng có nói là yếu nhá. Yếu phải có, không có mình đạp. Rồi, mình sẽ giải thích tại sao. Rồi. Mình sẽ giải thích tại sao. Tiếp tục ngưng clip này một chút xíu cho các bạn xem video. Cái này là một người anh em mình. Mất công là nhiều anh em nào cứ hay gọi điện thoại, anh ơi, cái ban này thế nọ thế kia, mình cảm thấy đau đầu lắm mọi người ạ. Rồi, trong cái nhóm này nha. Ok, còn anh em nào, những anh em nào học của mình, ok, truy cập cái nhóm này, xem lại cái video. Rồi, con xe này xe Futuze, mình quay. Rồi. Y xì con AB mình chia sẻ luôn. Rồi, không nổ. Rồi. Kéo rất mạnh, đúng không? Rồi. Rồi, cho quay sát lại luôn. Thằng của em này thì nó quay cái video này không được hay. À, trong nhóm luôn nhá. Đó. Rồi, mình sẽ giải thích. Rồi, giống con AB rồi. Rồi. Xem xong số thì làm nha. Rồi. Rồi em coi có gì không nha. Ok, bỏ qua. Không theo búng ga, búng ga không theo nha. Rồi. Để máy cho em. 11V nè. Rồi, không có RVM, tụt xuống 8V. 11V tụt xuống 8V có nghĩa là sao? Con xe này có thể là nhiều anh em thợ ở cái bình rất mặn. Đề giết kiểm tra lửa cao áp, không có. Đề giết kiểm tra thì lúc này 11V. Thì lúc này thằng của em nó đề thì đương nhiên sụt áp bình ắc quy xuống còn 8,5V, nhưng RPM vẫn không có vòng trên phút. Thì vấn đề lúc này các bạn kiểm tra tín hiệu đầu vào. Đừng có nói ở đây là điện áp 8,6V, lúc đầu tiên nó sẽ là 11V. Đó, là RPM không có. Rồi, và xem lại. Điện áp đầu tiên nhìn hàng bên dưới cùng. Mình sẽ bấm play. Rồi, điện áp 11,5V, coi như cái bình này yếu đi, bởi vì anh em đề quá nhiều rồi. À, đề quá nhiều thì lúc này nó sẽ còn 11,5V, bởi vì xe này đề bằng nhông đề thì lúc này nó rất nhẹ so với con xe A Black mình đang livestream. Đề lao, đề phóng thì đương nhiên nó sẽ độ phóng thì đương nhiên lúc này nó sẽ nặng điện hơn rất nhiều. Rồi, bây giờ anh em nhìn đề vui qua một cái, cậu này không chốt ban ở đây, nhìn ở RPM. Nhìn đây, đề, tụt áp. Rồi, đó, rồi, thôi. Đúng không? Ở đây là mình giải thích cho anh em không cần phải gọi cho mình. Còn những anh em nào giỏi học ở đâu mình không quan trọng. Mà chúng ta phải khiêm tốn một chút xíu, không có cái gì cả. Trong cái clip này, ngày hôm qua, hôm nay tôi nghe vài cuộc điện thoại và nhiều anh em nhắn tin. Thì hôm nay tôi mới làm cái video này cho anh em. Được chưa? Không vòng trên phút. Rồi, bỏ qua video này đi. Video này nó chốt rồi. Đây. Đó. Tôi sẽ nhờ mở nhỏ lại tiếng. Rồi, đây. Tua chúc. Rồi, nhìn đây. 11,6V. Mướn 11,6V, đề nổ có RPM. Rồi,
vẫn bình điện 11,6V cộng này chưa sạc. Thì đương nhiên đề, thì đương nhiên lúc này nó còn khoảng 8V. Đó. Máy này thì đương nhiên nó cứ chập chờn chập chờn, tụt rắc. Mỗi người có một cái kiểu làm riêng. Đấy, cái FI này nó chẳng có gì khó cả. Nên anh em hãy chịu khó xem. Rồi. Rồi, vẫn 11,5V. Thấy chưa? Dương RPM tới 500 vòng trên phút. Mở buji ra. Đó, ok. Thì vấn đề mình ở đây nó chẳng là cái gì hết. Nên nhiều lúc các bạn bảo tụt điện áp thì lúc này mất RPM. RPM tín hiệu đầu vào không có là phải mất. Thì ở đây mình sẽ làm luôn cho anh em trên con A-Black lúc nãy. Do Sơn Nam lúc nãy bảo yếu bình. Yếu bình thì yếu bình, cứ miễn sao cây gen quay được thì lúc này phải có RPM. Và củ đề nó có nặng cỡ nào, đi nặng vòng tua máy 2 đến 300 vòng thì đương nhiên lửa lúc này phải khạt to hay khạt nhỏ mình không quan trọng. Vấn đề lúc này phải rương RPM ở trạng thái 200 vòng đến 300 vòng phút. Đó, vấn đề ở đó. Là cái clip này trên con xe Future này, em trai này không sạc bình luôn. Vướng điện áp đầu tiên mở ra là 11,5V đề đương nhiên, đúng không ạ? Củ đề ngậm thì lúc này nó là gì? Tụt xuống khoảng 8V. Thì lúc này cậu ấy thay vào, ok, vẫn đạt được chừng đó. Đấy, mọi người hiểu không? Nó cực kỳ như vậy. Nên ngày mai mọi người không cần phải gọi cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người RPM mất. Được chưa? Còn nhiều anh em học ở đâu mình chẳng quan tâm đâu. Các bạn học giỏi thì các bạn kiếm được nhiều tiền thì gia đình các bạn hưởng thôi. Còn vấn đề hôm nay mình theo dõi, mình chia sẻ cái clip này. Đấy, nếu mà nó đồng tình với anh em, bấm liên tục tì chứ OCK. Nó liên tù tì trong cái video ở trong cái nhóm này. Còn những anh em nào mua đồ của mình, đúng không ạ, thì truy cập vào cái Facebook, mình sẽ đưa vào cái nhóm này luôn nha. Đấy, mình sẽ đưa vào cái nhóm này luôn để anh em cùng nhau chia sẻ. Bấm OCK, bấm số 1, bấm liên tù tì. Rồi, đây, chúng ta lại nhìn lại. Mất này, mất RPM này. Thấy chưa? Thấy chưa? Mất RPM này. Được chưa? Bình đang yếu mà. Bình lúc này nó có thể tụt. Rồi, có RPM này. Tín hiệu đầu vào không có thì làm sao mà có RPM gốc đánh lửa anh em? Nào. Chưa? Yếu nè, nó còn có 307. Đó, bình lúc này sụt luôn. Được chưa? Sụt luôn. Cho sụt luôn, mình lắp vào, mình đạp phải nổ. Bởi vì con xe Future nó có giò đạp mà. Thì xe A-Black này nếu có tín hiệu đầu vào như thế này, bình yếu không đề được, mình đạp thì cũng nổ. Rồi, lúc này nó tụt xuống bao nhiêu? Thì bây giờ đề lại cái nữa thì cái máy này nó sập mất. Bởi vì điện áp quá nhỏ, 6 đến 7V. Nếu bây giờ tín hiệu đầu vào có ok, có lửa, vấn đề con xe này hết bình ở trạng thái bây giờ đề yếu, mình đạp vẫn nổ. Anh em đồng ý không? À, đồng ý không? Phải nổ. Đấy, phải nổ chứ. Bởi vì có tín hiệu đầu vào. Được chưa? Đó, thì nó chỉ cần đơn thuần là như thế thôi. Không có cái gì to tát cả. Ừ. Rồi, bây giờ nó bị yếu, bình mất tiêu rồi. Đó. Thì các bạn chỉ cần kiểm tra cho tôi tín hiệu đầu vào CKB. Tín hiệu đầu vào CKB thì nó chả là cái gì hết. Thì anh em hãy rút ở đây ra. Xe này bây giờ yếu bình rồi, nó để không được. Đây. 3 dây vàng 3 pha. 2 dây này sẽ là dây 2 dây kích. Thì anh em có hai cách đo. Đầu tiên đo ôm và đo điện xoay chiều để xem kích ở bên dưới mâm điện nó còn ok không. Nếu ok rồi thì anh em sợ cái đoạn dây từ cái rắc này chạy vào chân số 12 và 23 của IC xem nó có đứt hay không thì mọi người nối lại. À, nếu không đứt thì kết luận con này chết.
Đây, 12 và 23 sát nhau. Đó, thì lúc này anh em có thể đo thông mặt từ hai cái rắc này. Chạy tụt 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 vào đây. Nhớ hai màu dây. Được chưa? Nếu đứt thì nối lại. Bởi vì lúc này chúng ta kiểm tra CKB là cục kích 2 giây là tốt. Còn nếu chúng ta kiểm tra không tốt thì lúc này chúng ta phải thay. Thay tín hiệu đầu vào. Có đầu vào rồi thì đương nhiên mới có đầu ra. Có vào mà không có ra thì nó cũng chết. Mọi người hiểu không? Phải có vào và còn phải có ra. Vào rồi không ra được thì nó cũng ngủ. Do cái bình bây giờ nó hết điện rồi. Đấy, nó không có cái gì cả. Chỉ cần làm điều đó là chúng ta thành công. Anh em không cần phải nghĩ ngợi bất kỳ một cái điều gì. Còn nếu anh em nào có cái quyển này rồi nhá, anh em hãy làm đúng cái quyển này. Một con xe bị mất lửa cao áp anh em sẽ làm ra thành công. Chịu khó đọc ở đây. Bị mất lửa cao áp đâu rồi? Nếu có nhá, còn không có anh em làm theo cái video đó. Đó, chúng ta sẽ đọc. Được chưa? Đó, nếu mất lửa thì anh em sẽ thèm theo cái quyển này. Nó chẳng có cái gì khó cả. Nên các bạn cứ nghĩ rằng các bạn đi học ở đâu giỏi, các bạn giấu ở đây. Đây. Hướng dẫn kiểm tra khi mất lửa cao áp. Nếu các bạn đọc cái quyển này các bạn làm không được, các bạn gọi tôi. Hết bài. Đấy. Bước thứ nhất. Bước thứ hai. Và các bạn cứ lần lượt kiểm tra như vậy. Khi bất kỳ một con xe Kenhin nào, xe ga hay xe số, nó bị mất lửa cao áp. Rồi đấy, anh em cứ tiến hành như vậy. Và kế tiếp nó sẽ là như vậy. Được chưa? Và cái kết thúc ở cái cuối cùng là sau. Đó là cho anh em làm thủ công, anh em phải đi từng bước. Còn khi anh em có cái máy này trong tay, RPM không vòng trên phút, thì chúng ta phải đi kiểm tra tín hiệu đầu vào rồi. Đây, nó là đầu vào ở bên dưới mâm đi lên. Nếu mà chân chu ok, để chúng ta loại trừ rằng kích này tốt, thì vấn đề thằng này chết. Thằng này chết. Được chưa? Đó, thằng này chết. Còn nhiều anh em trong tay có cái này nữa thì chúng ta kiểm tra ngay cái đường dây hay là con IC chết. Biết ngay trong vòng tích tắc vấn đề còn lại, vướn tháo ra thay kích. Rồi, mình sẽ mô phẩm cho anh em kích này. Mình sẽ giả lập tín hiệu CKB là kích. Đây. Được chưa? Rồi, bây giờ anh em sẽ chọn cái dây chạy vào chân số 12 của IC. Một là anh em lấy kim nhọn, anh em băm ngay ở cái chân số 12 này. Ấn vào. Đây. Sân biển sọc vàng. Nếu anh em có cái tăm nhọn, cấn nó vào đây luôn. Đó. Còn không có thì anh em phải nhét vào cái đầu ở cái rắc này. Chúng ta bắn một cái, nếu mà có lửa thì vấn đề còn tháo ra, còn lại thay cục kích, kích 2 giây. Đấy. Nhiều người gọi CKB, kích tá lả hết. Đó, chúng ta sẽ nhét vào đây. Nếu sợi dây này chúng ta đo về chân số 12 thông thủy. Rồi, anh em chỉ cần làm điều đó thôi. Cấp cho nó một cái điện áp từ bình ắc quy vào. Lấy sợi dây. Bởi vì nhiều anh em thiếu cha gì đồ chơi, miễn sao làm ra bận, khỏi đau đầu ngày mai cứ gọi cho Đình Tuấn. Anh ơi, giải thích cho em cái ban đấy, mình không phải là nhà kỹ sư. Kích vào. Được chưa? Bật nguồn. Rồi, cho camera thấp xuống một tí. Ở đây anh em đâu có thiếu đồ chơi, tiền nhiều để làm gì. Bật khóa điện ở trạng thái điện áp đang yếu. Kích hoạt. Đúng không? Đó. Đó, bình giờ nó yếu xìu. Anh em hiểu không? Đó, bình giờ nó quá yếu luôn. Chờ chút.
Đây. Anh em chờ chút mới đến lửa. Đó. Bình yếu. Thì lúc này vấn đề còn lại có cái gì đâu mà ông Tháo là thay CKB. Đây. Lửa này. Phun xăng luôn này. Đó, do bình nó yếu rồi. Thấy chưa? Đấy, đang kích hoạt bơm xăng kìa. Bơm này. Kim này. Đó, đánh lửa tia lửa điện nhỏ nhỏ này. Đó, bình bây giờ cạn kiệt luôn rồi. Anh em hiểu không? Đó. Đấy, lửa này. Rồi anh em nhìn thấy không? Đó, tia lửa điện này. Đó. Ok, có cái gì đâu. Vấn đề còn lại không phải chết CKB không? Dày tất cả IC tốt. Đấy, ok. Đơn giản. Sao lại không có lửa Sơn Nam? Lửa đến sau mà em. Nè, bình nó yếu mà em trai. Ừ. Này, lửa này. Đó. Ok. Thì nghề này quen tay thôi, giống như kiểu mới ăn sửa turbo, sống để cho đi vậy thôi. Nói thật ở đây có sống để cho đi luôn, bạn già sửa turbo cũng vậy. Có nhiều anh em đi học một tuần về nhà, học một tuần về nhà để sửa được turbo ấy, tôi mất gì cũng mất. Hả? Và bây giờ đi học về một tuần mà không có turbo sửa, các bạn nghĩ rằng đi học một tuần về nhà các bạn sửa turbo dễ không? Thứ nhất là gì, tay hàn này, khéo léo này, cắt đo này, chuyên nghiệp nhanh này. Và cái quan trọng nhất là một cái thằng sửa turbo nó biết ngay mở turbo hoặc là nó test turbo, nó biết ngay con điện trở này bị gì này, nó bị ở đâu. Còn bây giờ anh em mình bây giờ đi học về nhà phải mò sửa một ngày con turbo được 400 nghìn một ngày chắc chưa xong. À, cho là một ngày xong đi, mở ra rồi đo tới đo lui, bởi vì người ta làm quá chuyên nghiệp rồi. Một con turbo người ta chỉ cần thử, người ta test một cái, à con này hay bị đây. Nó đơn giản giống một người thợ sửa xe. Sửa quá nhiều con xe rồi thì chúng ta sẽ gặp ngay, à vào con xe này hay bị ở cái này, chúng ta phải bật trước cái đã. À, mày tao phải bật trước cho mày cái đã. Thế rồi chúng ta mới đi cái thứ hai. Nên anh em đâu phải là dễ đâu. Và cái quan trọng đi học về nhà có turbo để sửa hay không, hay bây giờ cứ phải đi mua cục turbo 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, mua 10 cục thì rơi vào khoảng hết mấy chục triệu để làm giết cho nó lên tay. Và cái quan trọng anh em thợ có tin tưởng đưa cục turbo tới sửa hay không. Đó, đâu phải là đi học về nhà là có việc làm ngay đâu, đâu có dễ như vậy đâu. Không phải là đi chơi về nhà có bố mẹ dọn nồi cơm ăn sẵn được. Phải làm. Đấy, thà bây giờ mình cố gắng mình đi làm, mình đưa tiền cho bố mẹ thì bố mẹ mới thổi cơm cho mình. Mà bây giờ cứ ngủ dậy là ăn đi chơi game thì cơm đâu có mà ăn. Về nhà bố mẹ không thổi cơm, lại chửi, lại ma, lại mắng thì ông ấy đập vào mặt. Cái quan trọng là được cái lòng tin khách hàng, được anh em. Tại sao anh em lại gửi cho mình làm? Mình chứng minh được tay nghề sửa con turbo này. Về nhà ngon lành cành đào, lắp khách hàng đi bảo ok. Em ơi, anh sửa vài chỗ rồi, mẹ đi khoảng 30 ngày lại hư. Bữa giờ anh đi cho vào khoảng nửa năm rồi, thấy nó ngon, xe anh dễ đề, dễ khởi động. Mẹ đâu phải là dễ ăn đâu mọi người ơi, không phải là cứ đi học về nhà mọi người thành tài đâu. Em nói thật cho mọi người luôn đấy. Đúng không? Đúng không bạn già? Trên đời này tại sao cứ chứng minh tất cả là chúng ta là giỏi? Trời ơi, núi này cao còn có núi kia cao hơn mà. Cố gắng làm tốt thôi. Có tiền là được, là hạnh phúc rồi. Đó. Nhiều anh đi học FI về nhà các anh ghê quá đi.
Đổ các anh mới đi học về nhà đâu được tháng hay là được năm bạc, các anh nghe diễn tả, các anh nghe kiểu văn thơ nghe mẹ nó đình đám ghê vậy. Không biết là chúng ta làm tới đâu, học và làm hoàn toàn khác nhau các anh ạ. Không phải là đi học một nẻo như vậy, về nhà cứ đáp án như vậy chúng ta làm. Không dễ ăn được. Học để biết thành công hay không thì nhờ vào số mạng. Nhờ vào cái duyên. Chứ nhiều người làm thầy, có nhiều người ai bảo làm thầy mà giàu. Nhiều người anh em cứ bảo làm thầy là giàu chưa chắc. Bây giờ ok, tôi dám đảm bảo với các bạn này luôn, làm thầy ở trên Việt Nam là có rất nhiều người thầy. Mà ngoài cái vấn đề làm thầy không, không kinh doanh, không mua bán, không có cửa hàng, thì chờ một năm dạy được bao nhiêu lớp, và một năm dạy được bao nhiêu khóa, và một lần dạy được bao nhiêu anh em. Rồi chẳng lẽ dạy không đầu tư? Rồi phải đầu tư há mồm. Dạy một khóa được mấy chục triệu phải đầu tư. Dạy một khóa khoảng 10 người. Rồi tôi kiếm 100 triệu. Rồi tiền ăn uống nó rơi vào khoảng 10 triệu, còn 90 mua 2 con xe hết nếu mua SH không đủ. Rồi một năm dạy được bao nhiêu người? Và ăn xong chỉ có chầu trừ vào cái nghề dạy, nghề học, thì biết bao giờ mới khá được. Đấy, rất nhiều người dạy học. Đấy, toang. Rồi có người này dạy, học, toang, lấy cái này để bù đắp cái kia. Đúng không ạ? Chúng ta phải xào xáo thì đương nhiên chúng ta mới có tiền được. Đấy, đâu phải là mở trung tâm ra mà cứ ăn xong mẹ cứ chờ anh em tới học được một năm bao nhiêu khóa. Đúng không ạ? Tất cả FI này chuẩn bị bão hòa, FI nó chỉ có thế thôi. Đấy, miễn sao anh em tìm ra bận. Đúng không mọi người? Nên nhiều anh em nhắc lại này, cho mỗi anh em này, sống ở đời thì chúng ta phải hiểu. Chúng ta đừng có cái tôi quá lớn. Bởi vì trên đời này chẳng biết ai giỏi hơn ai đâu. Cuối cùng về với cát bụi thôi. Đấy. Cái nghề nghiệp này chẳng có gì hết mà các bạn nghe mẹ ghê quá. Giấu giếm đồ các bạn làm nghe kinh khủng quá, cái ban gì đâu á. Mẹ sửa turbo IC kia người ta còn giấu giếm. Hay là sửa turbo hỏi ăn sống để cho đi, bảo ờ cái xe này bị cái bận đấy, mày thay con đi chở này. Con đi chở này bị già. Thế ngày mai các bạn cứ tháo ra thay con đi chở như vậy. Thì nó lại đéo phải. Mọi người hiểu không? Đấy, nó mệt lắm. Và các bạn thử hỏi những thầy sửa turbo có bị hành không? Nhưng bản thân có nhiều người thầy sửa turbo, sửa tôi nói hàng container con turbo mà vẫn bị hành. Hành không dám đi đái luôn ấy. Đấy, không phải là một người mà sửa một cái container về turbo ấy nhá. Sửa khoảng 5, 10 năm, 15 năm đi. Ở trong tay nghề, người ta làm con turbo nó đơn giản như kiểu chúng ta ăn gói mì tôm. Gọi là tính bằng container để sửa turbo. Nhưng nó còn hành nhịn đi đái luôn. Làm nghề mà không phét được đâu. Làm nghề này không giỏi được. Và tùy theo nó vào cái tâm trạng nữa. Nó vào cái cách xử lý nữa. Hôm đấy cảm giác ở trong nghề có một người nào đột biến, người nào la, hoặc là trong cái gia đình xích mích ra này, mẹ FI quên hết. Làm xong đụng vào cố quáng hết, đầu óc mơ hồ. Anh mô tô 8 than, em chào anh trai nha. Linh Lê chào em trai. Thần Uy Quốc Vương sống cho đi. Nguyễn Thần Lâm chào toàn thể anh em. Đặng Kiên, Phương Nam mô tô, Tây Gà Anh Lê, rồi Mặn Sa Lộ, chào toàn thể anh em. Mẹ cứ không vòng trên phút thì tất cả là kiểm tra tín hiệu đầu vào CKB cho mình. Ok là xong. Miễn sao cái động cơ đề cảm thấy ro 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 nặng của đề kéo tổ nó, miễn sao nó kéo, cảm thấy cái lỗ tai cảm thấy nó kéo được động cơ. Ở lúc đấy RPM khoảng hơn 200 vòng trên phút, hoặc là 300. Kéo re re. Ai không biết là bình điện yếu, ai không biết là motor đề yếu, có nhiều anh em không phát hiện ra. Thì đương nhiên lúc này là gì? Đúng không ạ? Thì đương nhiên nó sẽ không khởi động được. Nhưng lúc này phải có RPM. Đó là tín hiệu đầu vào tốt. Nó đơn giản
Ngày xưa chúng ta làm xe Jimny, tại sao con xe đề không được đạp nổ? Đạp thì RPM sẽ cao hơn. Đúng không? Thì lúc này là gì? Tháo ra thay cuộn lửa. Nhiều anh em không có đồng hồ đo để biết rằng cuộn lửa nó là 400 ohm hay là 500 ohm gì đó. Đúng không ạ? Thì anh em cứ quẹt quẹt. Quẹt quẹt cảm thấy tia lửa điện. Nhưng bây giờ chúng ta có đồng hồ rồi. Chúng ta đo cảm thấy cái cuộn lửa của Jimny 250 ohm chẳng hạn như thế. Thì chúng ta biết rằng nó yếu. Nó chuẩn, nó phải là trên 400 hoặc là 500, tháo vào thay cuộn. Còn nhiều anh không biết độ chuẩn thì anh quẹt 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 quẹt. Đơn giản thế này thôi. Vẫn có lửa khẹt nhưng nó chẳng hay là yếu chẳng hạn như thế. Rồi, từ ngay mà hai anh em đừng có băn khoăn ba cái chuyện ở này nữa, gọi cho em thì mọi người cảm thấy ở đâu hay mọi người học, tiền mọi người mà. Tiền mọi người. Tiền trong túi mọi người. Tài liệu này cũng vậy. Cảm thấy mọi người ở tài liệu nào nó hay, nó chuẩn thì mọi người mua. Đấy thôi. Ở vấn đề này là chúng ta phải vui vẻ, không ai ép nhau cả. Ép nhau cả. Còn vấn đề thì mình cũng xin lỗi anh em ở đây. Thì đa số mình dạy online nhiều hơn dạy trực tiếp. Thì online thì nhiều anh em có cái khổ cái là anh em được học online ấy. Ngày mai anh em có con xe này thì anh em va chạm, thì anh em lên tay nghề. Còn bây giờ nhiều cái khổ, anh em không có xe, không có điều kiện, chỉ có mua bộ tài liệu hay là nộp 1 triệu, 2 triệu để học online 15-20 đêm thôi, học thì cứ gật gù ok. Nhưng thật sự không có xe thì không bao giờ biết được. Đấy, thì mình cũng muốn chia sẻ cùng với anh em đó, nó khó vậy. Còn trực tiếp là nó có nhiều xe, anh em được sờ, được cảm giác cái đôi tay đấy, thử đôi mắt cảm nhận, lỗ tai lắng nghe và đồng thời chạy thử con xe. Đấy, chúng ta có cảm giác thì chúng ta sẽ cảm nhận nó hay hơn. Như vậy còn chưa ăn thua thì học online thì nó chỉ mang lại cho anh em cái cảm thấy ok. Đấy, không sợ hãi về FI một chút xíu thôi. Thế thôi. Còn tiền anh em nhiều thì fan hâm mộ, có mỗi người có một cái fan hâm mộ riêng, giống ca sĩ vậy thôi, giống thầy dạy FI cũng vậy thôi. Cảm thấy chỗ nào nghe bài nhạc nào hay thì chúng ta ghé mua cái vé để xem. Bài nhạc cảm thấy ca sĩ người thầy này không hay thì chúng ta không bỏ tiền ra đi mua vé. Tiền là ở trong túi anh em. Nè, quyền bỏ tiền ra để tin tưởng mua cái vé đó đi xem hoặc là học FI, ở đây không ai nghiêm cấm. Còn mình thưa những anh em bậc thầy, phải chấp nhận, đừng có nói bằng tay ga dạy online, tay ga Đình Tuấn anh em không hiểu gì hết. Bởi vì online có nhiều anh em không được va chạm. Thì online có thể 1.000 anh em, tôi không thể nào cung phụng được 1.000 anh em được. Chấp nhận trong đấy phải có 10 người không tốt chẳng hạn như vậy. Cuộc đời này mà, làm sao biết được điều gì, không biết được điều gì. Đấy, chỉ có trực tiếp. Đó, trực tiếp vào bây giờ thì nó có vẻ là hay hơn nhá anh em. Đó, nó thấy là thế, chẳng là gì cả. Xe em ở đây toàn xe mới thôi. Còn em thấy FI này em không biết là phải phân tích cái dữ liệu gì. Mẹ phân tích dữ liệu này, em bỏ 50 triệu Việt Nam này, ở trên Việt Nam này có người thầy nào bảo ok nhất, em sẵn sàng bỏ 50 triệu chỉ cần một người đấy dạy cho em trên cái máy chuẩn đoán, bắt từng mặt trên con xe này 50 triệu cho vào một ngày học. Được chưa? Thế thôi. Em chỉ cần em đánh ban người thầy ấy giải, em chỉ cần làm cái động cơ nó kêu người thầy dễ giải, chỉ em một ngày 50 triệu Việt Nam đồng, em sẵn sàng bỏ tiền học. Cứ thế thôi. Làm sao phải chỉ ngon lành cành đào, bắt bận nó phải bùi tai. Kể cả cho một người làm trọng tài, em trả 50 triệu Việt Nam đồng, không cần xe khách hàng mang vào, chỉ cần cái dàn xe em đánh ban và người thầy đấy gỡ ban và hướng dẫn cho em bắt bận cái này, cái này, cái này, phân tích cái này. Cứ ngày mai cứ như vậy, như vậy. 50 triệu. Những anh em nào cảm thấy ok chia sẻ. Đấy. 50 triệu ngày hôm nay. 50 triệu nhiều lắm. 100 tờ polymer mận giá 500 nghìn. Em cứ đánh ban, em cứ làm tá lả, đồ chết, đồ sống em quăng vào. Đúng không ạ? Xăng em pha trộn động cơ, em chỉnh, em ngoáy, em làm cái gì thì làm. Rồi, ở đây với em trong vòng khoảng 1 tuần chẳng hạn như vậy, để xử lý em hết con giàn xe này. Từ xe ga, xe số.
Máy ở đây không thiếu, thích Cantab em mua Cantab. Thích máy quẹt quẹt trên cái điện thoại, em quẹt quẹt em mua. Thích Smartool nhà em có rồi, Motocan có rồi, thích MST của công ty Minfong em mua về luôn. Rồi, em nuôi ăn trong vòng 1 tuần 10 ngày. Đấy, chỉ cần dàn xe của em thôi. Đấy, còn nếu lâu lâu có xe khách vào thì chỉ giáo em vài câu để cuộc đời này em bớt khổ. Để anh em gọi điện thoại đỡ phải đau đầu. 50 triệu. Em đánh bàn, thầy thì gỡ bàn. Mẹ mà những bậc thầy mà toát mồ hôi đít. Tóc cuối cùng tới thì săn, về thì bạc. Chấp nhận cuộc chơi này, 50 triệu mà. Mẹ trong vòng 7 ngày đến 10 ngày lấy 50 triệu to chứ. Và mới thầy phải chứng kiến tay nghề, bắt bạn xử lý phải gọn gàng. Chứ không phải mồm nói lâm com được. Nha. Bật ra cái hè đó, nhiệt độ 38, 39 độ C. Phải thử thách tay nghề. Làm xong. Ok, coi thông số, riệt từng con, vứt qua sáp một bên. Thì mới gọi là ok được. 50 triệu, em mời những thầy. Ăn uống ở nhà nghỉ đây, sáng ăn phở. Trưa ăn cơm tấm, suốt 35, 40 ngàn. Tối ăn bún giò, bún gì, lại về khách sạn ngủ. À, ok. Rồi, còn những anh em nào cảm thấy nơi nào học hay, thì mọi người học. Tiền của mọi người, ở đây không ai rủ rỗ. Thế thôi là xong. Còn học online để mọi người hiểu, để mọi người biết, mọi người không thể nào giỏi được. Bởi vì online mọi người không có xe. Đấy, thà mọi người có xe, hoặc là cửa hàng mọi người đông khách hàng, mọi người được học vào hôm nay thì ngày mai mọi người áp dụng. Hôm nay học về con IAT xuất hiện cái lỗ số 9, mọi người ngày mai bụp lượng xác. Tối hôm nay học 3 con về van từ cầm chừng nhăn, hoạt động ở cái nhiệt độ bao nhiêu, TPS IAT nhiệt độ, ngày mai có con xe như vậy bốc, quên bốc, mới thành công. Còn bây giờ tối nay học IAT, học TPS, học về cảm biến nhiệt, học về van từ cầm chừng nhăn, một tháng sau mới có con xe tai nạn vào. Rồi lúc đấy hụt lại thì nó quên mất. Học trước bên sau chẳng giàu được đâu. Học trước sau làm thì mới giàu được. Nó khác bài hát. Học trước quên sau. Thế mới giàu là không có. Đấy, em nói to luôn. Đừng có nói em tiền nhiều, em thích chơi ngông như vậy. Bởi vì em mua, bỏ tiền ra em mua cái ngu. Sẵn sàng. Cái gì em không biết, em bỏ tiền ra em mua ngay. Con xe em thích, em phải vào trong hết em mua. Hoặc em mua xe cũ. Bởi vì em thích rồi. Đấy, mình ngứa ngáy trong người rồi, mình có thể bỏ tiền ra mình mua, lấy cái khôn, lấy cái hay, để lần sau mình kiếm gấp 10 lần thì không tiếc gì mình bỏ ra 50 triệu. Trong kinh doanh đầu tư bất động sản cũng vậy, đầu tư một lô đất tương đương 1,5 tỷ, ôm trong vòng khoảng 1,5 năm, bán không ra lợi nhuận có 10 triệu, thua ngân hàng xa. 1,5 tỷ gửi ngân hàng tháng được 10 triệu. Mà bây giờ đầu tư cái lô đất đấy 1,5 năm tương đương với 18 tháng nhưng lợi nhuận có 10 triệu. Càng ôm thì càng chép bán để lấy tiền đấy về. Trời cho mua lô đất khác tự nhiên lại bán lời được khoảng 200. Bây giờ mình ôm là mình chết. Thà mình nhà huề vốn hoặc là lời 10 triệu. Bùng qua ai khác. Thế loạn quạng trong vòng lướt lại kiếm được 200. Mua 1,5 tỷ bán được 1,7 tỷ. Đấy. Còn bây giờ mà cứ để đây thì ôm biết chừng nào, hết vốn làm ăn. Bán trong kinh doanh là phải vậy. Đấy, đôi khi bỏ 1,5 tỷ mua ôm 18 tháng bán lời được 10 triệu. Bây giờ trong đầu cứ nghĩ như vậy, nghĩ như vậy. Tại sao bỏ 1,5 tỷ bỏ trong vòng 5,5 năm? Mà tại sao lời 10 triệu thôi, mình cố gắng mình để thêm ít bữa nữa đi. Càng để càng chết thôi, bán pụp qua kia đầu tư lô khác. Mát tay, lại có 1,7 tỷ. Trong kinh doanh làm ăn phải vậy mọi người ạ. Đấy. Đấy là em chỉ biết là chia sẻ cái video này thôi. Mọi người không? Mọi người cảm thấy ok, hợp tình hợp lý mọi người. Để lại comment góp ý không hay thì mọi người để lại góp ý. Còn em là em vui vẻ như vậy, như em lớn nhá. Chẳng có gì cả, chia sẻ cái xe này giờ hết bình trà rồi, để không được nữa quá. Để hơi yếu. Em dậm phát là nổ luôn.
chẳng là gì cả. Đấy, vui vẻ. Đỗ An Phát trong kinh doanh làm ăn như vậy mà làm đất không được tham. Phải làm sao thu hồi vốn nhanh có lợi nhuận để tiếp tục bung. Bởi vì mình không có tiền nhiều. Còn người trong tay ngàn tỷ, người ta chẳng nghĩ về tiền. Người ta thích chơi. Chơi. Trong đấu giá cũng vậy. Có nhiều người nhiều tiền, người ta đánh bay tất cả những đối thủ trong vòng ở trạng thái mới tới mức giá mười mấy. Nó đẩy một phát hai mươi mấy. Nhiều lô đất ở đây nhà nước đưa ra 2.6 tỷ. Mà không ai ngờ một người đấy giàu, người ta lại đưa lên cái bước hơn 20 bước. Một bước tương đương hơn 100 triệu. 10 bước là hơn tỷ. 20 bước là thành gần 3 tỷ rồi. Người ta đưa gần 30 bước để người ta lấy cái lô đất đấy. Mọi người thấy không? Những người khác rạt hết, không có tiền chung chi luôn. Nó mặn tiền là ở chỗ đấy, trong kinh doanh. Bởi vì người ta thích, tiền người ta không thiếu. Người ta cảm thấy cái lô đất này để người ta kinh doanh có lợi nhuận. Bởi vì ánh mắt người ta nhìn được xa, tiền nhiều, người ta sẵn sàng chơi. Đó, nhà nước đưa giá ra vừa rồi lô đất ở đây mới đấu. Mặt tiền 8m, bề ngang 8m, bề sâu 8m, 64m. Tương đương 1m là 100 triệu mét vuông. 64m, 6 tỷ mấy. Đó, nhà nước đưa ra chỉ 2 tỷ mấy. Mà cuối cùng giờ lên 6 tỷ mấy. Trong cuộc chơi nó luôn luôn là tiền nhiều. Đầu người ta biết kinh doanh, người ta sẽ có rất nhiều tiền. Đấy, còn mình bây giờ đầu mình không có. Dù có đi không có tiền thì lấy gì kinh doanh. Nhưng chưa? Bây giờ ai chả biết là làm ăn có lợi nhuận. Nhưng bây giờ không có tiền, đi vay chẳng có. Vay hả? Nó phải nhìn người. Vay ngân hàng thì nó bảo ăn nhu cầu cho em mượn cái sổ. Coi sổ, nó phải coi cái lô đất ở đấy hiện tại giá trị là bao nhiêu tiền. Cho vay khoảng 60% trên cái lô đất đó. Rồi, không có. Đi vay bên ngoài bốc nóng thì thằng đấy bốc nóng nó phải biết rằng mình có cái gì. Tài sản có không mà đi bốc. Trên răng dưới cắt tút, bốc, lỡ may chạy thì lấy gì trả người ta. Khôn lắm chứ mọi người, ai cũng biết là bây giờ đầu tư phải có lợi nhuận. Nhưng không có tiền thì toa. Thế nên chúng ta phải góp rõ thành báo trong kinh doanh làm ăn. Mình đâu phải là một người sửa xe, mình cũng là bất cả một người sửa xe bình thường mà. Chẳng tài giỏi gì cả. Đấy, ra đấu trường nhiều thì ắc chúng ta có nhiều kinh nghiệm thôi. Làm xe cũng vậy. Làm xe cũng vậy thôi. Mẹ các anh đi học cho giỏi vào, không có xe làm thì giỏi để làm cái gì? Giống đi học đại học. Học giỏi lấy bằng chứng chỉ. Về nhà không có tiền, không có người quen, bạn chỉ là con tốt ở xã hội thôi. Đó là đi học đại học nha. Học 12 năm phổ thông, học 4 năm rưỡi đại học, tùy theo trường, rơi vào 16 năm rưỡi. Đóng tiền cho nhà trường. Cầm cái bằng đại học trên tay ra xin việc, được mấy triệu. Đúng chưa? Thà không học, du học qua Mỹ. Nó đơn giản lúc sửa xe này, muốn giỏi qua Đức qua Mỹ sửa luôn. Đấy, thì về nhà Việt Nam này, làm những gala ô tô to mới có địa vị, tiền mới nhiều được. Còn cái sửa xe máy này chẳng là cái gì cả. Không có, chúng ta đi học cao, học về chuyên về mô tô. Đấy. Mà học mô tô về anh em biết đầu tư đồ nghề và phải xã giao hội nọ hội kia, rất nhiều tiền. Và đặc biệt phải có kiến thức về tiếng Anh. Tiếng Việt đọc chưa sói thì học tiếng Anh thì cũng toàn. Rồi. Muốn học nhiều, biết nhiều mà chỗ em ít EFI quá, ok. Mẹ có rất nhiều người bỏ thì mẹ rất nhiều tiền đi học hết bậc thầy nọ người thầy kia. Về nhà có làm ăn được cái gì? Thời chưa đến. Và nghề chở xe này mình nói luôn cố định cho anh em. Một người một ngựa thì làm hết cả cuộc đời này cũng chẳng khá được. Nếu mà sửa xe, trong tay bèo nhất phải có 2 đến 3 thợ.
Còn dù các bạn làm giỏi, các bạn làm đông cỡ nào đông, trong tay chỉ có một mình, gọi là một ngựa đấy, thì chẳng bao giờ, chẳng qua đủ ăn thôi, đủ tiêu. Thôi, video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc tất cả anh em vui vẻ. Cuối tháng 8 này âm lịch, mình có khóa học trực tiếp tại Bình Định. Đấy, anh em nào có ok thì tham gia khóa học 10 triệu một người nhé. Từ FI cho tới hệ thống khóa cho tới nồi niêu 10 triệu. 10 triệu 10 ngày. Anh em nào muốn ở lại luôn thì ở lại. Đấy, tương đương một ngày là 1 triệu nhé. Cuối tháng 8 nha anh em. Rồi, hôm nay sẽ là ngày 13 tháng 8. Chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa. Nếu anh em nào yêu mến Điền Tuấn tới đây 10 triệu trong vòng 10 ngày. Các bạn có thể muốn ở lại 12, 20 ngày, 30 ngày, bình thường hết. Nha. Một ngày 1 triệu. Rồi, từ FI cho tới nồi niêu. Cho các bạn ở đi hết cái chuông này, cho tới cái bu ly này, cho tới cái lò xo năng, lò xo yếu. Để các bạn cảm nhận trên con xe. Thì mời các bạn và anh em tới đây. Đấy, đi đủ các loại lò xo luôn. Đủ các loại bài nồi luôn. Đấy, xe. Rồi. Đấy, các bạn phải chạy thử xe, những cái dòng xe 110 này. Chạy xem nó có nhẹ hay không, nó bị ở cái đoạn nào, nó có ổ ở đâu không, chúng ta xử lý. Được chưa? Rồi, Valio. Rồi, AB2010. Chạy để xem bị chỗ nào. Lít. Hụt ga. Tay ga nặng. Nồi y, lắp hú tới đây, rồi tiếp tục AB đầu bò, lắp kim 125 và remap xịt khói, đó, rồi Janus Smoky, rồi ad 155, rồi Winner X có ad 150 luôn, ad 215, 218 có luôn, ad 219 có luôn, rồi Winner, rồi A Black đề từ, rồi Alijapet Vết 3 đồ mình để đằng sau. Rồi ly chống điện. Rồi Vision khóa Smoky. Rồi SH Fan ABS. Đó, đầy đủ cho các bạn. Rồi mô hình đủ các bạn cắm để biết IC sống hay chết. Đánh ban trên mô hình đầy đủ cho anh em. Máy không thiếu. Rồi cuối tháng 8 có bạn nào yêu quý mà không sót đồng tiền, mình công bố giá luôn là 10 triệu. Thì tiền ở trong túi anh em. Anh em nên suy nghĩ. Mình công bố giá luôn. Đấy, được lòng trước khỏi mất lòng sau. 10 triệu một người. Từ nồi niêu xoong chảo. Đấy, từ phút này, từ cái năm này, tất cả các bạn tới đây, kể cả động cơ, anh em thích lắp vào, tháo ra, trẻ máy khi anh em chưa biết lắp, thì anh em tới đây luôn, bổ máy thoải mái nhá. Đó, giá máy. Giá máy đề từ và giá máy của cái dòng xe này, các bạn có nhu cầu, các bạn thích thì các bạn cứ giá, không ai nói gì cả nhá. Tháo ráp động cơ, khò rút lốc cho nó quen, lắp vào xem động cơ có nổ garanti trơn tru hay không, hay lắp vào lại mất garanti, thì lúc này các bạn tự xử lý, đúng không? Khó có mình ở bên cạnh. Rồi, những quyển tài liệu này anh em nào cần thì comment. Đó, combo 2 quyển. Rồi, IC ở đây không thiếu để tất cả cho những cái ban để cặt cặt hay mất lửa, mất phun hay để bị mất điện cao áp. Đề từ có hết. Đó, 10 triệu một người. Còn online thì anh em phải chấp nhận. À, online giá rẻ. Đấy, 10 triệu. Tương đương một ngày 1 triệu. Tới đây coi như là anh em thuê xe. Có người hướng dẫn giảm. Về sơ đồ mặt điện, về hệ thống đèn LED. Thì các bạn có thể xem ở trên TV này. Cực nét. Đọc để hiểu cầu trì chạy như thế nào. Mặt điện đi như thế nào. Thì mời các bạn trên cái TV. Xong, ok. Đó, thì chúng ta sẽ xuống thực hành. Rồi, các bạn có đồng tình không? Cái gì ăn ăn phát lấy 50 triệu của chú thầy đó cúng tàu quả nhập ma. Đấy. Ok, đó, xe ở đây không thiếu. Cho anh em một ngày 1 triệu. Nói chung là cứ học 10 ngày. Hơn 10 ngày cũng được cả nhà, mọi người cứ thoải mái. Đấy, con này mọi người bổ máy thoải mái. Nha. Rồi, IC, cầu trì relay. Có cái gì cả. Về nhà các bạn có con xe nữa. Rồi, trời Phật phù hộ nữa, có khách vào nữa.
là lúc này các bạn và anh em sẽ lên tay nghề thôi. Rồi, smoky dễ hơn là ăn cơm nếp. Rồi, ngoài này có xe khách hàng mang vào ban bận thì anh em cùng nhào ra để chúng ta sửa chữa. Rồi, động cơ, anh em tới đây xem mình làm động cơ, xem nó có nét hay không. Nha. Riêng ở đây mình làm đồ về xe ga thì anh em phải nhìn thấy nó cực nét, đồ gia công á. Rồi, cuối tháng 8, dương lịch. Nếu anh em nào yêu mến Đình Tuấn, không tiếc 10 triệu Việt Nam đồng và tiền ăn ở nhà nghỉ khách sạn thì anh em tới đây. Còn trên 5 người học, mình free nhà nghỉ. Rồi, mình vừa dạy, vừa sửa xe, vừa dạy, vừa bán phụ tùng, vừa dạy, vừa đi làm đất. Hiện tại mình đang có 4 nghề. Một là đi ký giấy đất. Hai là hai chuỗi cửa hàng. Ba là dạy học. Bốn là mua bán phụ tùng. Mình đang có 4 cách để kiếm tiền. Với hiện tại đang có 4 cách, gọi là 4 cánh tay kiếm tiền đấy ạ. Sửa xe, dạy học, bán phụ tùng, ký giấy đất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Thank you mọi người đã đón xem buổi tối nay.